Bữa nay mình có một trò chơi dành cho mấy đứa nhỏ nha cả nhà, tại dịch bệnh không có đi ra ngoài được, giờ chơi ở nhà nha. Là mình nay mình có trò chơi là bịt mắt đập heo nha cả nhà. Là một con heo là mình có để tiền trống nha cả nhà. Đây, con heo mình để từ 10.000 tới 50.000 cả nhà, thì một đứa đập một con nha cả nhà. Ấy thằng đó làm gì vậy? Đây đây, mình sẽ giải cái mức từ đằng này nha cả nhà. Từ cái đằng này mình sẽ bịt mắt cho đứa nhỏ đập lại tới đó nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình đi sang mình vẽ mức rồi mình chơi nha. Rồi bây giờ ai đập trước nè? Em là em tên gì? Rồi em đập phải không? Rồi dân ba vô bịt mắt nó dân ba. Đây không ra đâu, tôi không ra đâu. Đập trước nha mọi người. Thằng đấy bây giờ mình bịt mắt ra đơn sơ thôi, bịt bằng khẩu trang cho nó dễ chịu, nó bịt kia nó ngợp lắm. Rồi. Vậy thấy được không? Cột lại, cột lại, cột lại. Rồi. Con đang đây cầm cái cây rồi đi vô rồi là đập nha, đập trúng con nào là mình lãnh tiền con đó. Cầm cái cây lên. Đây hai cây, hai cây. Cầm lên cái thằng bên ra ngoài đã đập vô cái đầu mày đó. Xây trước. Xây qua, xây qua. Xây vòng vòng cái đi. Rồi xây đi thẳng vô đập chứ xây vô được. Rồi. Tới. Rồi đi tới đây, chừng nào mới. Tới nữa. Rồi, chút nữa. Đừng nhớ tiền. Vậy là đăng được mười. Bỏ nó bỏ rồi. Đập trúng được con số 1. Đợi đợi cho nó cầm ai để nó được bao nhiêu tiền. Nói là cầm lên đưa mặt anh cái làm gì. Đập một con cái kìa. Được bao nhiêu tiền? Cầm quá trời đập. Rồi, ông nãy ông đập là hút cái vòng ra đập ba cái rồi à. Cái là ông đập trên cái đó là ba không có được nha, rồi bây giờ còn lại là bốn con. Còn lại bốn. Ủa, năm còn năm con mà đang còn ấy mấy chị. Rồi bây giờ là tới ai nữa? Quyền kìa, Quyền, cái bé Quyền trước đây. Ê Quyền rồi nè, Quyền đi. Rồi, Quyền rồi, Quyền rồi, Quyền rồi, Quyền rồi, Quyền rồi, Quyền rồi, vô đặt vô rồi, đi ra này, bước ra đây. Rồi, Quyền ra đây. Rồi, rồi, không có cái tay, không có nắm cái này kéo mà nè. Kéo mà thì mặt lần là đi, không có cho đi, ngủ ra. Tới Quyền, tới. Kéo 1, 2, 3 là đi vô ấy nè. Đi. Ông nội lấy cái đầu ra. Rồi đặt đi. Lấy cái khẩu trang nhỏ nhỏ của con Quyền kìa. Có khẩu trang nhỏ này. Bị khẩu trang nhỏ nó rộng quá, nó tụt. Nó đập hết luôn mấy con. Nó lãnh tiền hết luôn à. Đập được có 1.000 cái thôi. Đem bật vô đây. Rồi bỏ đây đi. 10.000 chén hả? Rồi đứng đây. Có bên nhỏ nha, bên có được quyền ưu tiên đứng gần nha mọi người. Không có dán này ra, không có dán này ra. Dán ra là con thua, rồi con cầm đi con đập. Rồi, đập đây, mặt, đập, ở bộ. Rồi, đó. Anh đứng kia, anh ra không được con đập, đập đập con. Đập đập con không có hé mắt được, con hé mắt là không ăn thiệt được. Con phải bậy rồi. Rồi, quay rồi chứ, từng nào không vừa kêu con đập rồi con đập nha. Rồi, đứng đập lại, đứng đập lại.
cái chèn gà nó mở rồi. Con dán này mua, con ăn được không cái gì đâu. Rồi, điểm 13 là con nha. Rồi, 1, 2, 3, rồi, ăn được rồi, không thành đâu luôn. Ảnh qua được sao nữa nghe không rồi. Ảnh không qua, liên kìa. Mấy đứa nào mà đạp không được rồi, qua được sao nha. Qua được sao, không qua được sao. Rồi, bây giờ mày đập có đang đập cho được rồi, đang đi ở ngoài lội rồi. Rồi tao. Còn ba đứa nè. Rồi như Ngọc ai đập trước. Rồi. Con qua vòng sau đập tiếp. Con biết rồi nè. Con đứng đây. Con đứng đây. Vịnh 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 bên bên gà vịnh đó kìa. Để thôi đi ra ngoài. Quay ba vòng. Quay ba vòng mới được, lớn rồi. Quay ba vòng cho tiếng tiếng. Rồi vô 1 2 3. Tiến thẳng vòng cũng được. Được nhiêu? Còn lại ba con nghe cả nhà. Giờ thì hai đứa tới đứa nào? Rồi ok. Chơi là không có gà nha, chơi là đập. Giống như cái lãi là không làm lại. Dương ba để ra xa, Dương ba. Nó làm lại không? Chặng này quyết chiến để ra xa ra. Rồi ok. Cái nó bỏ rồi chứ đáng lẽ quay nó 10 vòng rồi nó mới tiêu. Rồi quay 1, 2, 3. Rồi thẳng đi thẳng vào luôn vẫn đẹp quất. Quay tới ta 10 vòng. Rồi mày quanh cũng 3 vòng thôi, đừng có chơi gian mày. Ai sao ta nghĩ chứ. Rồi. Quanh quay 3 vòng. Rồi. 1 2 3. Rồi, thẳng tiến vào luôn con đi. Coi như là quanh đó là rút cho hai tay cho mọi người là quanh nó lụm cướp rồi. Con em quăng đậu. Ơi ơi. Rồi con em quăng rồi. Qua cỏ rồi mọi người đây. Quên bỏ không đó rồi. Hai người quăng bỏ này rồi. Con em này nó kiểm tra rồi. Rồi bây giờ ra ngoài đứng đi. Đứng ở đây nè. Con à. Bây giờ con lại lượt là hai đứa quy với đường bên. Rồi. Nhưng mà giới thiệu luôn. Bên nãy là coi. Chưa chưa nói đã. Bên nãy còn sót lại là quy với đường bên con rồi. Nãy nó đập không có mấy tay mà không có chút. Rồi giờ cho đập lại. Rồi. Cầm cây vô. Chuẩn bị quất ba cây không? Giờ có ba cây hết mắt đặt rồi đập ra. 1 2 3 đập ra. 1. Rồi. 2.
cuối cùng mọi người ơi là Quyên đây đây nữa đây nữa đây nữa một tờ giấy không có like nữa rồi quá trời im đi trời là cuối cùng luôn đi với mình với kia anh rồi rồi tập hôn rồi dạ đồng hậu nó nói thì sao được kẻ tưởng rồi vô đây vô ai có tiền vô đây rồi vô tiền lên quán không có chắc dở này đây quán hai hộp sữa quán rồi coi như là toàn bộ quá trình là đập heo của nay là coi như là một em được miếng giấy còn nhiêu là em được 10.000 30.000 rồi lừa hết cho nên là em nào cũng có phần hết nói sao cả nhà ơi đang nói sao